VOSG nè anh chị, VOSG tầm tiền đời 2005 168 triệu. Có ngay con VOSG xe đẹp nha anh chị, máy rin. Biển số Bình Dương, gốc Bình Dương, màu vàng cát. Xe này anh chị coi kỹ cái máy và cái nội thất là anh chị vừa ý liền. Này là bản G. Bản G 2005 nó có 4 thắng đĩa nha. Nó có 4 thắng đĩa. Đó. Mình thùng nước sơn thì nhìn nó rất là sạch và đẹp. Đặc biệt là đèn trước còn sáng trưng luôn, mica đèn đồ đẹp lắm anh chị. Mica đèn đẹp, mặt ca lăng đồ liền lạc, sạch sẽ, gọn gàng và đi rất là êm và ngọt ha. Êm ngọt. Con số nhẹ nhàng, máy là bốc, động cơ là 1.5 bản G 205. Toyota Vios. Bản G là bản đủ rồi nha anh chị. Xe này Tâm để cho anh chị là 168. 168 cho anh chị, bao gút hồ sơ, Tâm đang đứng ủy quyền. Bốn cái vỏ thì Michelin cũng còn được và đăng kiểm thì tới tháng 4, tháng 5, 2024. Còn 3 4 tháng nữa ha, qua Tết rồi đăng kiểm lại. Mình thùng nước sơn thì rất là ưng ý và đẹp luôn. Tâm để cho anh chị với mức giá là 168 nha. Mica đèn nó sáng trưng. Xe này đèn trước đèn sau nhìn sáng dữ lắm. Đồ đèn của nó liền và cái nội thất của nó là tuyệt vời. Anh chị mua xe thì cứ coi chất xe và mua nha. Đây, bộ nội thất nè. Nó VIP luôn anh chị. Nhìn cái bộ nội thất này là không thể chê vào đâu được luôn. Cái này còn đăng kiểm 1 năm nha anh chị, đăng kiểm 1 năm. Tới năm 2020 20 25 hết năm 25. Triệu anh chị ạ. Nhìn cái bộ ghế mình biết cái xe nó vừa vừa hay nó đẹp hay nó xấu rồi nha. Bộ ghế nó còn căng mức luôn, đã lắm anh chị. Đời 2005 bản G, động cơ là 1.5, qua lăng cần số đẹp. Chất xe tươi lắm. Máy êm ru luôn. Máy êm máy lạnh tốt. Đồng bọng là không có một một miếng nào luôn nha. Xe ở đất Bình Dương chạy hơn 100.000. Ba cái cần này còn dày cui luôn nè, chưa mòn hao gì luôn nè anh chị thấy không? Anh chị cứ liên hệ trực tiếp và vô xem xe nha. Một trong những con xe rất là đẹp, rất là ưng ý có tại công ty ô tô Duy Tâm. Xe này thì Tâm đổi của khách hàng ra. Chứ sau này thì lại không có làm những cái dòng sản phẩm này nữa. Nhưng mà khách hàng đem tới mình vẫn có trao đổi bù trừ nha anh chị. Phục vụ cho những cái người mà có tầm tài chính vừa phải mà muốn có con xe hơi chất thì đây là một cái sự lựa chọn khá là hoàn thiện nha anh chị. Dòng này thì nó lành tính, nó sẽ ít hư hỏng vặt và phụ tùng thay thế rất là dễ. Đó, đi nó đẹp, nó êm, nó chắc, nó đầm. Đồng bọng là không có một miếng gì mục mọt luôn anh chị. Đồng rất là đẹp. 4 thắng đĩa luôn nha. Có thắng đĩa sau luôn. Đăng kiểm là rin hết nên đăng kiểm rất là dễ. Mica đèn nào còn sáng trưng luôn, không có bể, không có thay gì hết ha. Anh chị nhìn cái xe nó đẹp và nó sẽ tỏa lên một cái ánh nó rất là duyên. Nhìn cái thùng của nó nè, sạch trơn luôn. Không có một miếng gì gọi là mục mọt hết anh chị ạ. Keo chỉ là rin hết. Một tí xíu ngay chỗ này là nó dập cái góc này nhưng mà vẫn keo chỉ rin. Dập tí xíu ngay đây. Còn như là rin hết nè anh chị thấy không? Xe này là con xe đẹp nha, 205 mà vậy là đẹp lắm rồi anh chị ạ. So với những cái xe cùng trang lứa thì đây là một cái xe rất là đẹp và ưng ý. Này Tâm đánh giá được khoảng 5 điểm rưỡi, 6 điểm nha anh chị. Nó được 6 điểm. Từ 5 điểm rưỡi đến 6 điểm nha, không có quá tệ đâu anh chị. Còn number one lắm. Đang vận hành rất là ok. Gầm bệ sáng trưng luôn nè anh chị thấy không? Theo năm tháng nhưng mà ở đất Bình Dương nó xe nó đẹp lắm. Xe mà ở Bình Dương đẹp lắm anh chị. Nó không nó đi đường nhựa không à, với lại nó không có bị nước mặn, nó không bị gió mùa. Đẹp. Này là xe của một ông cán bộ
mua mới rồi đi tới giờ chia lại cho người em. Xe đẹp anh chị, chạy hơn 100.000 à. Máy riêng nha, máy chưa bung chưa gỡ nha, 168 anh chị. Mua xe này về là chạy được liền ngay và luôn, không có phải sửa bất cứ một cái gì nữa nha. Em ấy đang vận hành bình thường và tốt. Mình thùng nước sơn thì liền lạc và sạch sẽ. Nội thất thì tươi tắn và riêng hết anh chị. Cho người khó tính nhất luôn, xe này cũng không phải đầu tư nữa. Bởi vì nhìn em ấy tổng thể là đã hoàn thiện rồi. Với tầm tiền này và chất lượng này thì tao nghĩ là về chỉ việc xài thôi anh chị ạ. Ghế nó còn căng mọng luôn. 168 nha anh chị. Ốc tán, tắp lô, tắp bi nè. Đẹp lắm. Ưng ý lắm. Keo chỉ là rin từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới nha. Không mục, không xét, không rỉ gì hết anh chị. Có gắn viền che mưa rồi phim cách nhiệt, ghế thì để ghế nỉ theo xe nhìn cho nó sang trọng và cho nó xịn, cho nó rin, chứ bọc lại ghế da nhìn nó không có đã. Cái này nhìn vô nó đã lắm, cái nội thất nó rất là mới và rực rỡ, đúng là những cái xe đời đầu anh chị. Cái này là dạng máy Thái nha, cái này là cùng cái máy này giống y như cái máy của xe 2014 đổ về trước luôn anh chị. Máy Thái nè, toàn là chữ Thái không à. Máy thì chưa bung chưa gỡ gì hết nha anh chị, và nổ rất là êm tròn tiếng, không có rung không có lắc gì hết, mà chạy êm lắm, chạy nhẹ heo luôn. Mica đèn nó sáng trưng nè anh chị, thấy không, xe đời 2005 mà mica đèn nó còn sáng trưng à, không chưa hề đánh bóng đánh bát gì luôn. Em ấy đẹp sẵn anh chị, đèn này là của nó hết nha, đèn của Tota. Keo chỉ ở phía trước bốn cái cửa là rin hết, keo chỉ ở phía sau cái cốp đó là cái góc nó bị dập một tí thôi, nhưng mà vẫn là keo của nó luôn, thì chứng minh được là cái xe này dàn đồng của nó là tuyệt vời, keo chỉ là còn đầy đủ, nó không có bị đâm va, không có bị rã máy, thì chưa có bao giờ ngập nước nha anh chị. Xe thì chất xe nhìn rất duyên luôn á, nhìn tổng thể là một con xe đẹp. Tâm đánh giá xe này khoảng được 6 điểm nha anh chị, 5 điểm rưỡi đến 6 điểm. Chất xe này anh chị lên là anh chị chịu liền. Máy sạch trơn luôn, cái máy rất là sạch và nổ êm. Rồi anh chị coi một vòng tổng thể nha. Đó, tấm quay nè, coi cái đèn nè. Đời 2005, bản G, động cơ là 1.5 số sàn Toyota Vios. Bản này là nói số sàn là bản này là bản đủ rồi nha, động cơ 1.5 và bản G. Tâm để là 168, màu vàng cát. Góc bình dương từ nào vậy luôn, gương kính là rin hết. Vỏ lốp còn được và đăng kiểm thì còn tới tháng 4 2024. Mình thùng nước sơn đẹp anh chị. Keo chỉ thì đủ hết. Đồng bọng là không có mục nha, máy nổ êm, không đổ hơi, không đổ khói. Nhìn chung là một con xe có duyên. Và xe này thì tâm đánh giá là một con xe gọn gàng sạch sẽ. Đồng bọng sơn, máy, số, nội thất, ngoại thất thì nhìn chỗ nào cũng thấy vừa ý hết. Với cái tầm tiền này mà giá trị này thì tâm nghĩ là nó cũng hợp lý rồi. Anh chị cứ cân đo đong đếm đi, thấy vừa ý thì nhấc máy gọi điện cho Tâm nha, 0917 215 512, và xem xe ở địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn anh chị đi bằng Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. Kèn đèn bình xi nhan là đầy đủ, ngon lành, nghiêm chỉnh. Máy lạnh tốt, mọi công năng chức dụng đang hoạt động bình thường. Giờ anh chị mua về chỉ việc xài thôi, và gọi ngay vào số hotline của Tâm là 0917 215 512 nha anh chị. Đến xem trực tiếp con xe Vios. Vios đời 2005. Đó, xe đẹp. 168 triệu. Tiền nào của đó nha. Chất xe đẹp.
nhìn duyên lắm anh chị. Chốt thì alo cho Tâm nha. Cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng theo dõi và ủng hộ ô tô Duy Tâm ha. Tâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.